Hai chào anh em và chị ở lớp mình từ lũ anh chị Tám. Rất buồn quay trở lại bạn trong video ngày hôm nay. Buồn này nó mang theo hai nghĩa luôn các bạn ạ. Vừa là buồn cười và cũng vừa là buồn bã cho Lão Doraemon. Lão ấy đã phải gọi rất cất công mới thuyết phục được ông chủ cũ ở server số 50 bán hàng. Đấy, với cái giá này mình cũng nói luôn là đúng 16 triệu. Đấy, chưa kể Lão ấy vừa mới lạp thêm gói này hết hơn triệu nữa. Đấy, thành ra là Lão ấy bị lỗ rất là nhiều tiền, chưa kể tiền phí nữa. Đấy, các bạn ạ, em bây giờ thôi lại bán đúng ra. Nguyên nhân là do bị vỡ gánh. Nó cũng chính là cái ảnh tiêu đề các bạn ạ. Chả hiểu ông ý đã xóa tin nhắn lịch sử chat. Đâu từ từ mình gửi cho các bạn xem cái tiêu đề nhá. Cái này mình cũng xin lỗi Lão Doraemon nhưng mà chắc người ta cũng chưa biết Lão là ai đâu. Nói chung là vợ đó gánh thì nói thật với các bạn ạ. Ông nào có vợ ở thì biết thì cũng đều phải chịu thua thôi. Đấy, có đâu hình ảnh đâu nhỉ. Đâu rồi nhá. Đây đây bên này chứ. Bên này trước các bạn nhá. Đã vào được, cảm ơn bác Bảo nhé. Bác Bảo, Lão Bảo là Lão chủ á cũ các bạn nhá. Đấy, em ao nhóm không vợ là biết lại bắn cho nát đầu. Lão ấy ngày trước là định chơi game này rồi, sau đó thì nghỉ. Đấy, vì thấy một cái game khác hay hơn, nhưng sau khi chơi game đấy thấy chán, chả thấy hay, lại cất công tìm lại ông chủ cũ để mua lại ạc này. Đấy. Thành ra là nhào nhào. Đấy, đúng không? Nhưng mà vợ biết là ganh. ganh cho. Gọi là nghỉ chơi luôn các bạn ạ. Không có con đường nào khác đâu. Rất thông cảm cho Lão Doraemon nhá. Còn ạc thì mình nói với các bạn là đây là một trong những ạc phải gọi là giữ giá tốt nhất mà mình từng thấy luôn. Bởi đơn giản nó quá chất lượng. Ông chủ nào vào nạp cũng vào chơi cũng nạp kinh. Đấy, trong đó Lão Doraemon là một người chơi như vậy. Đôi hiện nay đang có trang béo 6 sao, hồn vũ khí đàng hoàng, các thứ đầy đủ skin rực rỡ luôn. Đấy, kim cương này nói thật lúc nào cũng phun mèo các bạn yên trí. V14 đôi hiện nay thì có Saiki chưa hồn vũ khí. Đấy, sau này thì sẽ lấy Saiki thông qua con đường 45 đô, chứ không ai VIP cao top 1 lấy hồn vũ khí thông qua con đường gọi là đua dương kim cương cả đâu các bạn ạ. Đấy, các vị trí còn lại smart hết, tất nhiên là ngoại trừ trang béo. Ở đây thì ngày trước thì vị trí trang béo là dùng cho ai nhỉ, chắc là cho Rap à. Đấy, hoặc là một võ sĩ nào đấy vừa mới gỡ ra, mình xem ai đang đằng trắng là biết ngay. Đổi nó là Athena các bạn ạ. Trước là Athena nhá, nhưng bây giờ thì bỏ Athena đi rồi, không cần thiết nữa. Theo mình thấy thì sớm muộn thì cũng phải thành như thế thôi. À, cái top 1 ở tất cả các chỉ số luôn. Thôi full moon thì các bạn ngó làm gì. Chúng ta check 6636 viên run đỏ, đấy là điều hết sức bình thường, quá đỗi bình thường. Trang béo đang chưa có run nào phù hợp lên Lão ấy lắp run này. Theo mình đánh giá là không phù hợp. Trang béo theo mình thì phải sử dụng bộ run này và run núi nhá. Mình sẽ sử dụng run núi để các bạn thấy rằng trang béo nó là hợp lý nhất. Khi đấy thì Maxima gọi là hơi gọi là khiên cưỡng, phải sử dụng cái bộ run chí mạng đấy, hơi khiên cưỡng một tí. Nhưng mà chắc chắn là trang béo phải sử dụng bộ run núi thì nó mới phát huy hết được sức mạnh của nó. Các bạn muốn chơi run gì, run núi vàng còn hơn. Nếu các bạn không có run núi đỏ, các bạn run núi vàng, chứ đừng dùng cái run khác mà nó phí đi. Mỗi lần trang béo chết nó ám lên đối phương. Và nhất là khi mà nó có nổ run, nó ám kinh khủng khiếp luôn. Cộng dồn lại thành một cái cực kỳ ghê gớm luôn. Maxima thì theo mình run chí mạng cũng được, 1,2 triệu được chiến, vãi cả trưởng. Vì nó có giới hạn sát thương nên là không nhất thiết phải cần cái chỉ số thủ quá tốt. Một bộ tinh chú đỏ full, hai bộ, ba bộ, gần ba bộ, ba bộ rưỡi rồi đấy. Full tinh đây gọi ba bộ nhá. Đấy, bốn bộ. Chúng ta có bốn bộ tinh chú đỏ full, tinh chú đỏ full các bạn ạ. Đấy, thành ra chỉ số được chiến mới kinh khủng khiếp đến như vậy. K phải sấp xỉ 1,4 triệu được chiến. Đấy, còn lại thì đều trên 1 triệu, quay mốc triệu 2 triệu 3. Dã man đúng không các bạn? Đấy. Ok, ngó bộ hồn lực lăng. Đây cũng là một trong bộ hồn lực lăng tốt nhất của game mà các bạn từng thấy rồi. Đấy, chúng ta có 1 bộ, 2 bộ, 3 bộ, 4 bộ 5 sao. Dã man còn này bằng ngàn các bạn ạ. Một trong những ạc phải gọi là vô cùng chất lượng rồi. Đấy, những ai cần S-Mark đều S-Mark cả rồi. Có thì S-Mark đều S-Mark rồi. Chúng ta ngó qua túi đồ một tí các bạn nhé. Cái gói nạp hay nhiều cho kim cương Lão ấy làm rồi, chả biết nhận được cái gì. Mình nghĩ là tinh chú đỏ thôi. Ạc này đâu thiếu kim cương. Rồi 195 mảnh vạn năng. Đấy, còn dùng mảnh vạn năng cho ai nữa đâu. Đấy, thực lực 7,4 triệu lục chiến. Thông thường chỉ cần 6,4 triệu lục chiến các bạn đã có top server. Đấy, tất nhiên không thể top 1 được. 7,4 top 1 server luôn. Đâu rồi nhỉ? Ngó qua chỗ này các bạn nhé. Đấy, chỉ số uy lực là 107.000 lục chiến. 107.000, sắp xỉ 108.000 uy lực. Quá ghê gớm. Cách top dưới tầm đâu đó tầm khoảng 700k lực chiến. Nào chúng ta cùng xem khả năng đối đầu của
top 1 bên phía ta. Mình sẽ đấm nhau với, từ từ, bày trí đội hình một tí nhá. Đấy. Bạn Sinbad nhá, một người chơi mình nghĩ rằng duy nhất có khả năng thắng được phe mình. Đấy. Bạn ý sử dụng một cái, từ từ mình xem nào. Đây, sẽ như này chứ các bạn. À, từ từ còn để ngó xem 1-5 báo tố cho ai đã. Từ từ, bộ 1-5 ông đang lắp lung tung hay sao nhỉ? Được rồi. Đâu rồi nhỉ? Anel Linh dành cho Kulabang, Storm dành cho Mizuchi. K phẩy là Wargod được rồi. À, như vậy thì K phẩy phải đứng sau Maxima các bạn ạ. Warden của Saiki. Saiki Awakened. Tức là sẽ có giới hạn sát thương. Mình xem nào. Đúng rồi, như vậy là chuẩn nhất rồi. Đúng rồi, không thể tốt hơn. À, các bạn lưu ý rằng chúng ta có đem view tận 5 sao luôn. Phải trưởng. Rồi, mình bày trí lại vị trí nhá. Như vậy để nguyên như cũ như này là đúng rồi các bạn ạ. Đấy, Mizuchi sẽ là sát thương chủ lực. Đấy, dù lực chiến của nó không bằng cà phê. Nguyên do là đối phương... À không, thôi đấm nhau đi. Nhiều. Đấy, các bạn lưu ý ở đây mình chọn đối đầu với Sinbad. Một người chơi có khả năng khắc chế vì... Bạn ấy sử dụng combo Thiro Thiên Cầu kết hợp với Hutaru. Đây là combo cực mạnh và là thứ duy nhất có thể giúp team Tobi có được lợi thế trước team Hunwi. Nào, chúng ta cùng xem trang béo ở team Hunwi sẽ hoạt động như nào các bạn nhé. À, tất nhiên là trang béo chưa phát huy hết được sức mạnh do chưa có... Do Saiki nó chưa có... Chưa có cái gì nhỉ? À, do trang béo chưa có bát môn. Đấy, nhưng không vấn đề. Đấy, giờ Mizuchi và Ca Phẩy với là những kẻ đáng lo hơn. Khi mà điều thiên cầu nó phản đam thì gọi là kinh khủng các bạn ạ. Rồi, 18 triệu sát thương. Ca phẩy Amiduchi về không máu luôn. Có điều chưa bị chết bởi vì Hotaru chưa biến hình thôi. Rồi. À, gọi Hotaru hết lần phản sát thương rồi thôi. Kinh khủng khiếp đúng không các bạn? Về không máu là điều quá bình thường. Hay lắm. Enma Maxima như vậy các bạn nhé. Các bạn nào mà chưa dùng Enma Maxima thì các bạn thấy nó hơi bất bình thường. Các bạn để ý ca phẩy lên 23 triệu sát thương ở lần 1. Đấm gọi là long trời lấy đất ấy. Rồi, Mizuchi vẫn bị phản đam cho đến gọi là một máu luôn. Chạm vào cái Mizuchi chết luôn. Ai chạm cũng chết, còn kiến nó chạm cũng chết. Quả thật combo Rio Thiên Cẩu nó gọi là quá kinh các bạn ạ. Rồi, có điều thì bên Feta nó là một sự... Rồi đây là S-Mark cầu chứ không phải bình thường. Thảo nào khỏe vai. Rồi đối đầu với bên phe địch sẽ rất khó đây. Hàng trước phe ta là có Saiki Demon, sau này sẽ có sát thương. Nhưng bây giờ thì chưa có sát thương. Và đó sẽ là cơ hội của đối phương. Nào, Mizuchi thì ít mạng hơn hẳn so với Ryo trên cầu. Lên kiểu gì thì kiểu bị Ryo trên cầu đập là chết ngay. Rồi tuyên ở lượt này thì điều đấy đã không xảy ra vì Ryu Thiên Cẩu đang là thấp máu nhất. Mizuchi sẽ không sợ võ sĩ thấp máu. Nó chỉ ngại Ryu Thiên Cẩu khi Ryu Thiên Cẩu nhiều máu thôi. Tại vì đối phương đang đỏ ửng người lên rồi. Nghĩa là nó đang hướng tới trạng thái mạnh nhất đấy. Tuy nhiên các bạn lưu ý rằng hàng trước phe ta không ngại đâu nhá. Đối phương họ đánh hàng sau thì hơi ngại tí thôi. Hàng trước phe ta toàn võ sĩ mạnh. Sau này Enmax Saiki ạc này sẽ cho xuống hàng sau. Kulabang lại lên hàng trước. Saiki là một võ sĩ khá đặc biệt. Đấy, cũng giống như Mizuchi. Nó có thể thủ, có thể công khi mà đạt trạng thái cao nhất là trạng thái S-Mark. Rồi, S-Mark Maxima. Tanker hỗ trợ tấn công tốt nhất mà các bạn từng thấy luôn. Chuỗi combo của K phẩy và Maxima sẽ liên tục diễn ra ở tất cả các lượt đấu. Trang béo còn chưa phát huy được sức mạnh do sự chênh lệch lực chiến cao quá. Đấy các bạn thấy. Nó cứ bình thông nhau cực kỳ khó chịu. Biết bao giờ cái chuỗi này mới chấm dứt. Đấy. Rất khó chịu đúng không? Mình cho rằng Rio Thiên Cẩu đã phát huy tốt sức mạnh. Đấy, có điều thì
như nào nhỉ, khó quá nhỉ, đéo. Từ lực mà quá mạnh. Đấy, Arlay thì mình nói thật với các bạn là phải DMD đấu nhau ở trong chế độ đấu trường lên server, chứ không phải ở trong chế độ, chế độ này gọi là chế độ đấu trường thường, đối đầu với những con quái vật khác. Rồi, Rio trên cầu ở trạng thái S-Max đang phát huy tương đối tốt. Ca phải biến hình rồi, khó chết lắm các bạn ạ. Theo lý thuyết thông thường nó phải chết rồi đấy, nó ảo lắm. Ca phải biến hình gần như bất tử. Bên xem vừa nhật là nó cho luôn cái nội tại, nó ghi luôn là bất tử. Bên này nó không ghi là bất tử nhưng mà nó gần như là bất tử, không thể chết được các bạn ạ. Rồi, trang béo vẫn chưa được phát huy sức mạnh. Do phong cách đối phương nó là đục hàng sau bên mình chứ không đục hàng trước. Mình cho rằng đấy là phong cách chơi chuẩn của bạn Sinbad. Chỉ đánh hàng trước bên Feta thì nói thật là không bao giờ đấm nổi, không bao giờ xuyên thủng được. Rio thiên cầu S-Max quá trâu, nhưng trâu đánh lâu cũng phải chết. Rồi, đấu lượt 4 là quá tốt cho Rio thiên cầu rồi. Nào, Maxima. Rồi, nhắm vào vị trí hàng sau cơ. Kể nó nhắm vào Rio thiên cầu thì mình là ăn mạng rồi. Rồi, cuối cùng cũng giết được Rio thiên cầu. Bên Feta còn nguyên 6 võ sĩ. Nhưng nói thật với các bạn, sát thương chính chỉ có K phẩy ở Mizuchi thôi. Sau này sẽ là thêm Saiki nữa thì nó mới gọi là sắp rồi thì chả phải sau này nữa. Sắp rồi. Còn không các bạn bất an thì có thể sử dụng quay lại vị trí Athena, như mình nghĩ hồn thiết Athena là hỗ trợ thôi mà. Trang béo này thì đi đánh nhau lên server sẽ tốt hơn, vì 7,7 trên 7 triệu lục chiến thì nhiều server khác làm được. Rồi, một chiến thắng có lẽ quá rõ ràng rồi. Tari rất mạnh, nhưng chúng ta còn 6 võ sĩ. Tari không phải một võ sĩ có thể đấm được chết cả 6 võ sĩ. Ca phải quá kinh đúng không các bạn? Ca phải gần 1,4 triệu lục chiến, nó đấm nó gọi là khác bọt hoàn toàn luôn đấy các bạn ạ. Thôi nhá, anh em nào mua thì liên hệ mình theo số điện thoại hoặc link Facebook bên dưới phần mô tả video. Nhìn chung thì ca phải này chưa mất mình sức mạnh, nó mới chết cơ. Ngày nó chưa chết, chưa làm gì được. Giá bao gồm toàn bộ mọi chi phí là 16 triệu, không bớt đâu. Anh em nào đủ sức thì mua thì liên hệ nhé.